chào quý khán giả. Mời quý khán giả đến với chương trình tọa đàm y tế có chủ đề Sốc phản vệ, điều cần biết, đang được phát hình trên kênh VTV Cần Thơ, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý khán giả, phản vệ là phản ứng dị ứng có thể xảy ra trong vài giây, vài phút hoặc là vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với chất dị ứng, hay còn gọi là dị nguyên. Dị nguyên có thể là thức ăn, nước uống, thuốc hoặc là chất độc do côn trùng cắn đốt. Sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản ứng phản vệ do có sự đột ngột giãn toàn bộ hệ thống mạch và co thắt phế quản. Sốc phản vệ có thể khiến người bệnh tử vong chỉ trong một vài phút. Trong xử trí tình huống phản ứng phản vệ hay là sốc phản vệ thì ngoài vai trò của cơ sở y tế và thầy thuốc thì sự hiểu biết, hợp tác của người bệnh và thân nhân người bệnh là một điều hết sức quan trọng. Với mong muốn là cung cấp cho cộng đồng thêm những thông tin cần thiết về sốc phản vệ, VTV Cần Thơ mời đến trường quay hai bác sĩ là những thầy thuốc đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu và đã từng trực tiếp xử trí nhiều tình huống sốc phản vệ. Xin được trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả Phó giáo sư, tiến sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên, trưởng bộ môn nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa hồi sức nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xin chào quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thiện Phước, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Xin chào quý vị khán giả. Xin được cảm ơn hai bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Trong 60 phút giao lưu của ngày hôm nay thì chương trình sẽ dành phần lớn thời lượng để hai vị khách mời có thể giải đáp những thắc mắc của quý khán giả xoay quanh chủ đề sốc phản vệ. Ngay lúc này thì quý khán giả cũng đã có thể gọi điện cho chúng tôi thông qua các số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình 0786903930 và 0787903930. Theo các số máy này thì quý khán giả cũng có thể gửi tin nhắn thoại hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi thông qua ứng dụng Zalo. Thưa quý khán giả, sốc phản vệ là cấp cứu y tế khẩn cấp. Phản ứng đe dọa tới tính mạng này có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ thời điểm nào và gây nguy hiểm chỉ trong tích tắc mà không hề được báo trước. Tuy nhiên, qua kết quả nghiên cứu và trên thực hành lâm sàng, thì hẳn là giới chuyên môn cũng đã ghi nhận được một số người ở nhóm nguy cơ liên quan đến sốc phản vệ. Nhân đây thì xin Phó giáo sư tiến sĩ Thế Nguyên có thể chia sẻ thêm thông tin về vấn đề này ạ. Vâng, cảm ơn MC Mỹ Ngọc. Thì chúng ta biết là phản vệ là một phản ứng nặng. Nó có ba đặc điểm. Thứ nhất là nó nặng đến nỗi đe dọa là tử vong. Và cái thứ hai nữa là khởi phát rất là nhanh, từ lúc mà tiếp xúc cho đến lúc mà bệnh nhân tử vong có thể chỉ trong vòng vài phút thôi. Và thứ ba nữa là nó cũng có đặc điểm thứ ba là nó biểu hiện trên một số các cơ quan như da, đường tiêu hóa, chúng ta ăn vô chúng ta ói, chúng ta tiêu chảy. Nhưng mà tử vong thì thường là hai nguyên nhân chính, một là chúng ta suy hô hấp. À, thứ hai nữa là suy tuần hoàn đó, tức là trì tuần hoàn đó, người ta gọi là sốc phản vệ như MC Mỹ Ngọc là trình bày. Thì tất cả các cái chất mà thông thường thì đối với chúng tôi là thứ nhất là thuốc, cái đến là thức ăn, và cái thứ ba nữa là côn trùng đốt, ví dụ như ong đốt, đó là những cái tác nhân mà những cái chất gọi là dị nguyên đó là thường gặp nhất mà để có thể gây nên các cái phản vệ mà nặng. Và đặc điểm thứ ba nữa là mình biết là không phải ai là cũng bị. Tuy nhiên rằng là chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng là khoảng 2/3 trường hợp á, là chúng ta cũng khó để mà chúng ta nhận biết rằng chắc chắn là cái chất gì. Ai cũng có thể bị sốc, do đó chính vì vậy ai cũng có thể bị sốc phản vệ hết. Nhưng mà một số các cái người đặc biệt là chúng ta phải rất là lưu tâm. Đó là những người mà đã từng bị rồi, trước đó đã có những biểu hiện của phản vệ rồi, thì sẽ lần tiếp xúc sau thì khả năng đó sẽ cao hơn. Những người có thể là bị hen hoặc là bị chàm, tức là bị các cái nổi, cái mảng bề đay mà ngứa đó, thì đó là những cái đối tượng mà thường gặp hơn so với những người khác. Được không? Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Thế Nguyên. Và để có thể làm rõ hơn những gì bác sĩ Thế Nguyên vừa chia sẻ, thì chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi clip ghi nhận về những trường hợp bị sốc phản vệ với các dị nguyên khác nhau. Mấy ngày nay, vợ chồng chị Thị Chành Thu ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã trải qua những căng thẳng chưa từng có khi con trai 3 tuổi phải nhập viện vì sốc phản vệ, nghi có liên quan đến thức ăn. Dù đây là đứa con thứ 3, nhưng lần đầu tiên anh chị thấy trẻ nhỏ có triệu chứng như thế này, và cũng là lần đầu tiên họ nghe nói về sốc phản vệ. Chiều em đi làm về là em thấy nó nổi rồi, sốt và nó ngứa, rồi nó sưng. Sưng nó phù tay chân lên á,
mà bà nội nó ăn uống thì bình thường à. Rồi sao tự nhiên nó nổi gì em cũng không biết luôn đó. Nó bị dị ứng phản vệ, chỉ nghe bác sĩ nói vậy thôi chứ em cũng không biết phản vệ là sao nữa. Cũng cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, bệnh nhi Nguyễn Kỳ Anh, 9 tuổi, được chẩn đoán sốc phản vệ độ 2 do dùng thuốc. Dù bệnh của con trai đã tạm ổn, nhưng người cha vẫn chưa hết lo sợ vì ám ảnh bởi diễn tiến của sốc phản vệ. Với tối là nó đau bụng, lấy thuốc cho nó uống, với dầu nó thức hồi cái nó con khỏe rồi, ngủ tới sáng 3 giờ em đi bán rồi. 7 giờ nó chị Hai nó chở đi ra bệnh viện Phụng Hiệp á, vô khám cái bụng nó đau á. Bác sĩ nó bị lép dạ dày, lãnh 3 viên thuốc. Về uống 3 viên thuốc nó vô, cả 15 phút mới chạy xe một chút à. Là bác nó qua thấy nổi quá trời, cái nó là nó bị sốc thuốc rồi. Nó nổi quá trời, lên tốc độ quá trời nhanh. Nó lên dày mình hết trơn luôn rồi. Rồi đưa xuống dưới cấp cứu hồi sức là thấy nhỏ dày mình, trời ơi trời. Dữ lắm. Cách đây hơn 2 tháng, em Nguyễn Ngọc Tuyết Giao, 19 tuổi, ngụ tại phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã phải cấp cứu vì sốc phản vệ ngay sau khi tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung. Bác sĩ cũng hỏi hồi nào giờ có tiêm ngừa, có bị gì không? Em nói cũng không. Đó giờ bé tiêm ngừa mấy lần cũng đâu có bị gì đâu. Sức khỏe nó cũng bình thường. Người bác sĩ mới tiêm, ra ngoài ngồi khoảng 2-3 phút. Bé nó hồn chóng mặt, nó mệt. Rồi nó mới xỉu. Rồi em mới kêu bác sĩ đưa vô phòng. Bác sĩ chăm sóc cho bé. Bé bị phản vệ thuốc rồi mới chuyển cho bé qua đa khoa trung ương. Bác sĩ cũng nói nếu mà truyền thuốc vô không chịu thì phải lọc máu. Bé có thể tắc nghẽn bất kỳ lúc nào, em cũng sợ. Mừng vì con gái may mắn phục hồi sức khỏe, bản thân có thêm hiểu biết về sốc phản vệ. Nhưng chị Nguyễn Thị Tuyết Loan vẫn thường tự trách mình. Bởi vậy chị muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người như một bài học kinh nghiệm không thể nào quên. Có 2 lần nó té, chạy cái lỗ mũi đi mai rồi chích thuốc giảm đau gì đó, cái nó cũng chóng mặt, nó mệt. Như có 1 lần đi tiêm thuốc nó bị cảm rồi đó, bị cảm ho đồ, cái em cũng đi chích thuốc cho nó. Chích rồi cái em cũng em không biết, em về liền. Chạy về 1 phút thì bé nó hôn chóng mặt. Chóng mặt nó mệt quá mà, mẹ ơi. Cái em mới ngừng lại. Ngừng lại thì nó xỉu. Nó xỉu một hơi rồi mới cho bé uống trà đường rồi nằm một hơi rồi bé tỉnh lại. Em cũng rút kinh nghiệm, mai mốt có đi tiêm ngừa thì em cũng đem giấy đó cho bác sĩ coi, biết rằng phòng ngừa. Những chia sẻ của người trong cuộc cho chúng ta thêm bằng chứng thực tế và kinh nghiệm để luôn nhớ rằng sốc phản vệ có thể xảy ra ở bất kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào và với mức độ nguy hiểm khó lường. Thưa bác sĩ Dương Thiện Phước, được biết là bạn Tuyết Giao trong trường hợp vừa rồi là bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine. Bước đầu thì đã được xử trí tại cơ sở tiêm phòng, sau đó thì được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thì bác sĩ có thể cho biết là trường hợp của bạn điều trị có gặp khó khăn gì không ạ? Kính thưa quý vị khán giả, thì đây là một cái trường hợp mà sau khi tiêm vaccine thì xảy ra phản ứng phản vệ là nặng, có nghĩa là có tình trạng là tụt huyết áp, bệnh nhân có tình trạng giảm oxy máu hay còn gọi là sốc phản vệ. Thì bệnh nhân này đã được nhận định tại cái cơ sở tiêm ngừa ở cái bệnh viện tuyến trước, người ta được chẩn đoán rất là nhanh và xử trí theo cái phác đồ sốc phản vệ rất là bài bản. Và khi bệnh nhân mà chuyển qua Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì chúng tôi điều trị giai đoạn tiếp theo thì cũng theo dõi và điều trị tiếp cho bệnh nhân này cũng không có gặp nhiều khó khăn. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta lưu ý là bệnh nhân trước đây đã sử dụng những cái loại thuốc như giảm đau hay những thuốc điều trị cảm cúm mà đã từng có phản ứng mà chúng ta không biết được. Thành ra là có những cái loại mà khi mà dùng những cái thuốc á, cùng nhóm thì có thể gây sốc phản vệ. Tuy nhiên có những cái nhóm thuốc khác cũng có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, đặc biệt trên những cái cơ địa bệnh nhân có dễ gì mà phản ứng dị ứng phản vệ. Đây là một trường hợp mà chúng ta chẩn đoán sớm, điều trị tức thời và được đưa đến những cái cơ sở chuyên sâu mà điều trị kịp thời, cho nên bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh sau khi đã được chẩn đoán và điều trị kịp thời, không để lại di chứng gì. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Thiện Phước ạ. Thưa quý khán giả, Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên,
là thầy thuốc đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu nhi. Chắc hẳn là không ít lần tiến sĩ đã xử trí những trường hợp bệnh nhi bị sốc phản vệ đúng không ạ? Nhân đây thì tiến sĩ có thể chia sẻ về một ca bệnh mà mình không thể nào quên không ạ? Vâng, cảm ơn MC. Thưa tất cả quý vị khán giả, có thể là chúng tôi làm hồi sức cấp cứu mà những cái ca mà cứu sống sốc phản vệ thì thường gặp lắm. Có thể nói rằng là tất cả chúng ta đều phải sẵn sàng cái chuyện đó là mỗi ngày, và số ca thì không phải là quá nhiều nhưng mà cũng rất là thường gặp. Những cái ca sống thì thường là mình cũng không nhớ hết đâu. Mình chỉ nhớ những cái ca nào mà có thể rằng là có vấn đề hoặc là sẽ có những cái mà cháu nó khó qua. Thì tôi có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trước đây cách đây khoảng 17-18 năm, khi mà đồng bằng sông Cửu Long lúc đó thì ong đốt nhiều, nhất là vào các cái thời điểm mùa hè này, khi mà côn trùng đốt rất là nhiều, các cháu đi nghỉ học xong á, các cháu đi phá tổ ong á, thì thông thường thì cái cháu phá chủ động là bỏ chạy rồi, còn mấy cái cháu mà đi chơi đi ngang qua hoặc là người lớn mà dẫn mấy cháu đi ngang qua chơi thì bị ong đốt á, thì đa phần những cái cháu đó khi mà vào thì rất dễ bị xảy ra là phản vệ. Và những cái phản vệ đó thì ở thời điểm đó thì chúng tôi cũng được nhận, như đồng một thì nhận được rất là nhiều các cái ca như vậy. Và thông thường như vậy thì chúng ta chuyển nhanh, chúng ta chưa có xử trí cả kịp thời. Giống như bây giờ thì cũng có nhiều là chúng tôi nhận được những cái ca mà sốc phản vệ, mà sốc kéo dài mà tử vong. Một ca thứ hai, những cái ca thứ hai mà gần đây khoảng 6 năm, một cái bé 8 tuổi. Tôi nhớ bởi vì cháu nó ngộ độc, chỉ đơn thuần sốc và phản vệ bởi vì đơn thuần là một trái chôm chôm. Cháu ăn chôm chôm và sau đó thì cháu biểu hiện của cái phản vệ. Và khi cháu đưa vào trong bệnh viện thì cháu sẽ diễn tiến một cái phản vệ mà gây nên sốc kéo dài, không có đáp ứng với điều trị. Sau đó thì cháu cũng không qua khỏi. Thì đó là những cái mà chúng tôi làm ở hồi sức, chúng tôi nhớ bởi vì là có vấn đề chúng tôi không cứu được. Còn giống như anh Phước ở đây làm, chúng tôi có những cái ca mà sốc phản vệ thì nó rất là nhiều, và cứu được thì thông thường thì mình cũng không nhớ, vì gần như là đây là một cái bệnh cấp tính mà nặng và thường là đáp ứng rất tốt với cái điều trị là ban đầu, và chúng tôi bắt buộc là gần như là chúng tôi phải điều trị thành công. Do đó rằng là đa phần là các cháu đều được là chăm sóc tích cực và điều trị tốt hết. Dạ, vâng, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn bác sĩ với những phần giao lưu vừa rồi ạ. Khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm y tế có chủ đề sốc phản vệ, điều cần biết, đang được phát hình trên kênh VTV Cần Thơ, Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa bác sĩ, ban thư ký chương trình đã thông báo cho chúng tôi rằng hiện tại thì chúng ta đã nhận được khá nhiều câu hỏi của quý khán giả gửi về thông qua các số máy đang được hiển thị trên màn hình. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được nhờ bộ phận kỹ thuật có thể giúp Mỹ Ngọc và hai bác sĩ kết nối điện thoại với một khán giả đang có nhu cầu giao lưu cùng chương trình ạ. Alo, Mỹ Ngọc xin chào khán giả. Alo, dạ chính xác MC, dạ hai bác sĩ. Chào anh ạ. Tôi tên là Phan Giang Đắc, ở xã Sơn Hòa, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Cho tôi hỏi một câu hỏi nha. Xin hỏi là sốc phản vệ do thuốc sẽ nguy hiểm hơn do những thứ khác, có đúng không? Nếu vậy, trước khi muốn dùng thuốc nào đó thì bệnh viện có nên test thử cho người bệnh có được không bác sĩ? Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi của anh Đắc ạ. Và với câu hỏi này thì chúng tôi xin được mời bác sĩ Dương Thiện Phước có thể giải đáp cho anh ạ. Xin cảm ơn MC Mỹ Ngọc. Xin kính thưa quý vị khán giả, thì khi mình sử dụng thuốc á, là những cái loại mà dược phẩm á, thì khi mình đưa vào cơ thể thì nó sẽ được hấp thu nhanh và nó dễ gây ra tình trạng phản vệ nhiều hơn những cái loại thức ăn khác, vì cái hàm lượng trong những cái thức ăn nhiều khi đôi khi nó cũng không có mà nhiều bằng. Tuy nhiên cũng tùy theo cái cơ địa, và những cái loại thuốc thì chúng ta đưa vào cơ thể bằng rất là nhiều đường. Rồi nên lưu ý là những cái đường mà là nhanh nhất, ví dụ là đường tim bắp, tim mạch hoặc là tim dưới da, là những cái đường làm thuốc nó được hấp thu nhanh và nó gây phản ứng phản vệ vậy có thể là tức thời. Ngoài ra thì có những cái đường khác, như chúng ta dùng những cái thuốc mà bôi ngoài da hoặc là nhỏ vào niêm mạc. Đôi khi có những cái thuốc mà một số người ta đi chích những cái thuốc vào trong khớp ấy, thì những cái loại đó nó cũng có thể khả năng gây mà phản ứng phản vệ.
và tùy theo cái cơ địa mà có thể là nguy hiểm. Thì theo quy định của cái Bộ Y tế cũng như là thống nhất của mà toàn quốc luôn á, theo thông tư 51 á, thì ta không có quy định tất cả các loại thuốc đều phải thử test trước khi sử dụng. Tại vì mình chỉ sử dụng là test trước sử dụng thuốc đối với những đối tượng đặc biệt, giống như mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyên nói á, thì những cái cơ địa có những cái tiền căn bản thân là những cái dị ứng, phản ứng và phản vệ nhẹ, là dị ứng với những cái thức ăn hoặc những cái thuốc gì đó, hoặc là người ta đã có một cái tiền sử, bệnh sử, có những cái giấy mà dị ứng với những cái thuốc gì đó, thì chúng ta khi sử dụng những cái thuốc đó chúng ta cần phải test lại. Và khi test lại nếu mà dương tính thì chúng ta không dùng, mà nếu mà test lại âm tính mà bắt buộc phải dùng những cái thuốc đó mà không phải có những cái thuốc khác thay thế thì chúng ta phải dùng những phương pháp đặc biệt để mà hạn chế nhất tình trạng xảy ra phản ứng phản vệ nguy hiểm cho người bệnh. Nói tóm lại là không test cho tất cả các loại thuốc dùng, chỉ là test cho những cái cơ địa đặc biệt có tiền căn là dị ứng với những cái thuốc hoặc những thức ăn này nọ hoặc những cái cơ địa đặc biệt thôi. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Phước ạ. Tiếp theo, xin chuyển đến bác sĩ Thế Nguyên. Câu hỏi của khán giả Nguyễn Ngọc Uyên ở xã Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Bác sĩ cho em hỏi, sốc phản vệ có nhiều mức độ khác nhau hay không? Những dấu hiệu nào giúp nhận biết là đang bị sốc phản vệ ạ? Vâng, cảm ơn MC. Bộ Y tế của mình quy định có 4 mức độ. Mức độ thứ nhất đó là người ta gọi là nhẹ đó. Nhẹ tức là chỉ có đơn thuần là biểu hiện là ở da thôi. Hoặc là ở da mà giống như hồi nãy mình thấy cái hình mà nổi lên các cái mảng mề đay đó, đó là nhẹ. Cái độ nặng nhất đó là ngưng tim ngưng thở. Mà ngưng tim ngưng thở là có thể diễn tiến rất là nhanh. Cái độ thứ ba là cái độ mà nặng, gọi là nguy kịch đó. Thì cái độ đó mà chúng ta đang, hồi nãy giờ chúng ta dùng cái từ là sốc phản vệ đó, đó là một ví dụ của cái độ nặng. Chúng ta có một cái chữ là mà giới y tế chứ, chúng tôi hay dùng là phản vệ. Phản vệ tức là một cái phổ mà có nhiều biểu hiện lâm sàng, không chỉ có sốc phản vệ thôi. Và bệnh nhân thường là tử vong không phải chỉ có sơn soạn sốc phản vệ, mà có thể là siêu hấp cũng có thể gây nên tử vong. Thì bốn mức độ đó là nhẹ là biểu hiện ở da, còn mà độ mà nặng á là có biểu hiện từ hai cơ quan trở lên. Trong đó là chúng ta sẽ thấy rằng là hô hấp là bệnh nhân cảm thấy là cảm giác khó chịu, cảm giác ngạt, cảm giác khó thở, rồi nhịp tim là có thể nhanh lên, tiêu hóa thì có thể ói, có thể đau bụng, như hồi nãy cái bé mà trong anh chị coi là cháu nó vừa nổi mề đay lên và nó vừa là đau bụng. Cái nặng thứ ba là bắt đầu là anh chị sẽ thấy rằng là người nhà mình mô tả là ngất nằm xuống, hoặc là người nhà mô tả rằng là chỉ cần đơn thuần là cảm giác khó chịu, khó khát ở nơi cổ, rồi thấy người ta thở rít, tức là những cái tiếng thở mà có thể kêu bất thường do nó phù nề cái vùng này, hoặc là thấy thở nhanh lên. Anh chị qua mùa dịch Covid anh chị biết thở nhanh là thế nào đó, thì thấy thở nhanh bất thường, thấy thở nhanh lên hoặc là thở kéo lên kéo xuống là như vậy, đó là đang biểu hiện nặng. Và cái mà hay chúng ta hay dùng nãy giờ là sốc phản vệ là một cái dạng mà gọi là nặng nhất đó. Thì chúng ta thấy là người ta ngất xuống rồi mạch không có, chân tay lành tím đi, thì những người đó là xuống cũng sẽ tái. Và nếu anh chị quen đo SpO2 rồi thì anh chị sẽ thấy rằng SpO2 sẽ giảm xuống hoặc là không bắt được, còn mạch thì nó rất là nhanh. Ở người lớn có thể 1/100, còn ở trẻ em thì có thể trên 140, trên 160. Thì đó là những cái dấu hiệu mà của cái phản vệ là nó nặng. Cái phần thứ hai là Những dấu hiệu nào nhận biết là đang bị sốc phản vệ ạ? Dạ, còn để mà nhận biết sốc là phản vệ, nếu chúng ta mà ở nhà khác với y tế, chúng ta không có các cái phương tiện mà gọi là chắc chắn, tức là chúng ta không có huyết áp mới vậy, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rằng là người bệnh ngất, đứng dậy là ngất chóng mặt, lúc đó chúng ta phải đặt nằm xuống, thì đó là một dấu hiệu. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là chân tay tím, da nổi bông. Và nếu mà chúng ta biết bắt mạch, chúng ta sờ mạch nó là không có nữa, đó là những cái dấu hiệu mà sốc rồi đó. Còn nếu mà anh chị ở nhà mà có máy đo huyết áp thì anh chị đo huyết áp là không có được. Hoặc là thấy đó là đánh vô ở lòng bàn tay, bàn chân mà thấy cái tưới máu là nó kém, không có tưới máu gì, tím hết trơn, là đó là những dấu hiệu mà ở nhà chúng ta có thể nhận biết được để chúng ta nghĩ rằng là bệnh nhân có thể sốc. Và những cái dấu hiệu đó thì chúng ta nhìn rất là mau, trong vòng khoảng là 30 giây là chúng ta cũng có thể là nhận biết được.
Đó là lý do tại sao ở tất cả các cái cơ sở y tế là các điều dưỡng hoặc là bác sĩ đều nhận biết cái này là rất là nhanh. Khi mà người ta sử dụng các cái thuốc, người ta ý thức được chuyện đó thì người ta sẽ nhận biết rất là sớm. Và đó cũng là lý do mà tại sao là tất cả các nhân viên y tế đều yêu cầu là phải biết chẩn đoán cho nhanh và không cần phải có cái sự mà test thuốc trước, bởi vì cái tỷ lệ nó rất là thấp. Dạ, sau khi ở nhà mình đã nhận biết là mình xác định mình đã sốc phản vệ rồi, thì cái bước tiếp theo mình xử trí tại nhà như thế nào bác sĩ? Có trường hợp là mọi người nói là mình uống nước chanh cho nó giả thì có được không ạ? Chúng ta đang nói có một cái hai cái nha, tôi nói hai cái, một cái là phản vệ và một cái sốc là phản vệ. Và nếu mà tôi đang trả lời sốc là phản vệ thì ở nhà là một cái nặng đó, rất 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 nặng. Vậy thì thứ nhất đó là chúng ta phải đặt bệnh nhân là nằm xuống, nằm đừng có nằm mà gọi là nằm thẳng á, đầu thấp hơn chân, để chúng ta đừng có làm giảm tưới máu là của não. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải gọi là cấp cứu, có nghĩa là chúng ta phải la lên để cho nhiều người giúp đỡ, là chúng ta phải gọi nhiều người, chúng ta không lẽ mà một mình có thể sử dụng được. Ở bệnh viện cũng vậy, chúng tôi cũng gọi là la lên để có thể là nhiều người tới giúp, ở nhà là cũng vậy. Và bước thứ ba là chúng ta phải đưa đến một cái cơ sở y tế mà gần nhất. Ở đây gần nhất trong cái chuyện này là phải có thuốc adrenaline. Chúng ta thì ở nước ngoài thì họ còn có cái thuốc mà người ta tự tiêm dành cho những người ta biết người ta là có khả năng xảy ra cái sốc phản vệ. Còn ở mình, ở Việt Nam mình á, thì không có cái bút adrenaline đó. Chúng tôi gọi là adrenaline pen đó, cái bút của adrenaline để tiêm. Nó có liều đường sáng, mình những người đã biết trước là người ta có, thì mình Việt Nam không có, thì đối với những người mà có biết trước á, thì mình có thể có sử dụng adrenaline. Thì cái ống adrenaline thì lát khi nào sử dụng thì tôi sẽ nói sau. Nhưng mà chúng ta nên đưa tới cái phường là cái y tế nào đó mà nó có cái thuốc đó sẵn. Cái thuốc đó thì rất là rẻ, và y tế nào của Việt Nam, từ phường, từ xã, từ chỗ nào là cũng có hết. Và tới đó để được chích adrenaline trước, đó là những cái bước mà quan trọng nhất á. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi nhận được câu hỏi của khán giả Thạch Sơn Hoàng ở xã Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng. Khán giả có hỏi là tôi nghe nói bị dị ứng thuốc, chở đi bệnh viện thì phải đem thuốc đó theo cho bác sĩ coi. Nếu thuốc đó đã lột vỏ, uống hết rồi thì phải làm sao? Như vậy là khó cấp cứu lắm phải không bác sĩ? Câu hỏi này nhờ bác sĩ Phước có thể trả lời cho khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, thì khi mà một tiếp nhận một cái bệnh nhân mà bị sốc phản vệ do thuốc á, thì chúng ta có một cái phác đồ xử lý chung cho tất cả các loại thuốc. Thành ra là chúng ta cũng không cần phải sợ vấn đề là chúng ta y bác sĩ không biết cái loại thuốc đó là thuốc gì, mà chỉ cần là nhận định đây là một trường hợp sốc phản vệ thì chúng ta sẽ xử trí đúng một phác đồ điều trị. Quan trọng chúng ta nhận định sớm, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Tại sao cái bệnh này nó là bệnh mà chúng ta thấy ít thấy, mà cái tỷ lệ rất là thấp trong dân số, và đôi khi nó thấp là do chúng ta nhiều khi chúng ta chẩn đoán không kịp thời và xử trí kịp thời, nó để ra một cái hậu quả nghiêm trọng. Cho nên khi mà nhận định đây là trường hợp dùng thuốc, tôi không biết dùng thuốc là gì, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể có một cái mà chiến lược điều trị theo cái quy định của Bộ Y tế cũng như theo quốc tế, là có thể là cấp cứu hồi sức bệnh nhân mà an toàn được. Thì cũng đều một điều lưu ý bổ sung rằng hiện nay quy theo quy định tất cả các nơi là như trạm y tế, tất cả các nhân viên y tế và các cơ sở y tế lớn đều phải được tập huấn về chẩn đoán và điều trị sốc phản vệ kịp thời, và trang bị một cái cơ số thuốc mà thích hợp để xử trí trường hợp sốc phản vệ. Ngay cả những phòng khám tư hiện nay theo quy định cũng bắt buộc phải trang bị những cái hộp chống sốc. Ngay cả những phương tiện như tàu xe, tàu thuyền bắt buộc là cũng phải có như vậy. Hiện nay chúng ta là phổ biến những cái quy định, những cái thông tư đó trên toàn quốc, và chúng ta thường xuyên phải tập huấn cho tất cả các nhân viên y tế, đồng không chỉ bác sĩ mà điều dưỡng, nữ hộ sinh và tất cả các kỹ thuật viên đều có thể nhận biết được những cái vấn đề này. Và thêm nữa là ngoài vấn đề dùng thuốc là mình gọi là phản ứng phản vệ đó, thì là do nguyên nhân là dị ứng. Có những cái trường hợp mà gọi là phản vệ mà không do dị ứng, thành ra có những trường hợp mà chúng ta gọi là chẩn đoán mà gọi là phản ứng phản vệ mà vô căn, có nghĩa là mình không tìm được nguyên nhân. Tuy nhiên tất cả các loại thuốc mà sau khi bệnh nhân dùng mà xảy ra sốc phản vệ
thì mà chúng ta nên đưa sớm đến cơ sở mà y tế để điều trị kịp thời, thì chúng ta không cần phải lo là do ngộ độc loại thuốc gì. Và sau khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân ổn rồi, chúng ta biết cái loại thuốc gì thì chúng ta sẽ được khám một cái nơi mà gọi là chuyên khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng, và nơi đó sẽ gì, người ta sẽ tìm ra những cái mà dị nguyên hay là những cái thuốc gì đó mà trên bệnh nhân đó có thể xảy ra tình trạng phản vệ hay là sốc phản vệ. Dạ, bác sĩ nhắc nhiều tới cái cụm từ là chúng ta phải điều trị sớm và kịp thời. Vậy thì đối với sốc phản vệ thì có quy định cái thời gian vàng không ạ? Trong sốc phản vệ thì không có quy định thời gian vàng, vì chúng ta biết là nó có thể diễn tiến trong vài giây, vài phút và trong vòng là một giờ. Thành ra là khi mà chúng ta phát hiện những cái triệu chứng trên lâm sàng và chúng ta nghi ngờ cho bệnh nhân đó là sốc phản vệ, thí dụ như sau khi dùng thuốc và trên cơ địa mà gọi là dị ứng và xuất hiện những cái triệu chứng giống như nãy giờ mà phó giáo sư tiến sĩ Nguyên có đề cập đó, ở mức độ từ nhẹ đến nặng, đến nguy kịch, đến gọi là ngừng tim ngừng thở đó, thì chúng ta phải phát hiện đó, chẩn đoán sớm. Và chúng sau khi chúng ta mà phát hiện như vậy đó, chúng ta phải gọi là khởi động một cái hội chẩn gọi là báo động đỏ, có nghĩa là thông báo đến những cái tất cả những cái đồng nghiệp mà có thể liên quan đến vấn đề mà chẩn đoán. Tại vì chẩn đoán sốc phản vệ nó là một trường hợp hiếm trên những cơ địa mà hiếm, thành ra là mình phải chẩn đoán phân biệt đến những cái bệnh lý khác có liên quan đến bác sĩ tim mạch, bác sĩ hô hấp, bác sĩ thần kinh, và có thể liên quan đến những bác sĩ tiêu hóa, và hầu hết là tất cả các bạn điều dưỡng, bác sĩ và nơi pha phòng đó, những trên xe tim chúng ta đều có những cái sơ đồ chống sốc và những cái cơ số thuốc chống sốc hết sức là cụ thể rõ ràng và được kiểm tra định kỳ, coi như là hàng tháng, còn những cái thuốc đó còn sử dụng được không, còn đát để xài được không. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Thưa MC với anh Phước, thì thực ra thì chúng tôi có làm các cái nghiên cứu và chúng tôi thấy thế này nè, tức là nếu mà chúng ta dùng thuốc tiêm á, thì thông thường là ở các cái cơ sở y tế thì thời gian mà từ lúc mà tiêm á, cho đến lúc mà bệnh nhân có ngưng tim ngưng thở với vì phản vệ á, thì khoảng 5 phút thôi. Do đó chúng ta có khoảng 5 phút. Ví dụ như ong đốt á, ong vò vẽ chẳng hạn, thì chúng ta có khoảng thời gian trung bình á, là 15 phút. Do đó chúng ta phải tìm làm sao, chúng ta phải ước đoán là thời gian mà chúng từ lúc mà chúng ta ở cái vị trí mà chúng ta bị ong tiêm đến cái cơ sở y tế gần nhất là khoảng 15 phút. Nhưng mà thức ăn á, thì nó có thể chậm hơn, bởi vì nó phải cần hấp thu và đưa vào cái đường đó nó chậm hơn, thì nó có thể đến là 30 phút. Như vậy chúng ta ước tính rằng là chúng ta phải đến cái nơi gần nhất, nguyên tắc là như vậy. Chúng ta đưa một cái đoạn đường mà chúng ta đến, ví dụ như từ đây mà lên thành phố Hồ Chí Minh thì là 4 tiếng rồi, thì chúng ta thời gian vàng đó gọi là thời gian mà nó trễ đi. Do đó chúng ta phải ước tính được cái thời gian đó để chúng ta có thể đưa đến là kịp thời. Do đó giống như anh Phước vừa trình bày, tức là ở cơ sở y tế là chỗ nào là cũng có, và các cái phương tiện là công cộng là cũng được yêu cầu là bắt buộc là phải có các cái trang bị này. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn hai bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Thưa quý khán giả, vào cuối năm 2017 thì Bộ Y tế cũng đã ban hành thông tư số 51 về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Sự ra đời của thông tư này đã giúp cho việc chuẩn bị cấp cứu sốc phản vệ tại các cơ sở y tế được thực hiện một cách bài bản và có hiệu quả hơn. Mời quý khán giả cùng tìm hiểu thực tế qua đoạn clip sau đây. Đối với cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, dù là tiêm ngừa dịch vụ hay trong các đợt cao điểm tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh, thì mọi quy định của quy trình tiêm ngừa luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Trong đó, khám chỉ định tiêm ngừa là khâu quan trọng, bắt buộc, và việc khai thác tiền sử dị ứng luôn được các bác sĩ chú trọng. Chị mang thai được bao nhiêu tuần rồi chị? Dạ, em được 21 tuần rồi chị. Tiêm chủng lần trước thì chị thấy sao? Có khó chịu hay là có phản vệ hay là gì không? Dạ không ạ. Không có ha? Dạ, em thấy bình thường. Em bình thường ha? Dạ. Có nổi mẩn ngứa hay là gì đó không? Dạ không. Chị có đang phải uống thuốc điều trị một bệnh mãn tính gì không? Dạ. Không có luôn ha? Người được tiêm ngừa sẽ phải lưu lại tại cơ sở y tế 30 phút sau khi tiêm để theo dõi các phản ứng, trong đó có phản ứng phản vệ. Đây là các phòng chờ sau tiêm. Trong đội thuốc cấp cứu thì nó có đầy đủ thuốc và trang thiết bị cấp cứu phản vệ cho bệnh nhân. Trên đây có cái hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ. Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra thì nhân viên y tế chỉ cần nhìn vô cái phác đồ này là có thể xử trí nhanh và kịp thời. Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, cha mẹ đưa bệnh nhi đến khám ngoại trú cũng luôn được căn dặn phải theo dõi các phản ứng phản vệ sau khi cho trẻ dùng thuốc. Thường hay gặp nhất mà có dị ứng thuốc, ví dụ như mình uống thuốc vô xong thì thường nhất là nó hay nổi mấy cái mẩn lên, mẩn đỏ lên rồi nó ngứa. Ta thấy mấy cái triệu chứng đó là mình
sau khi uống thuốc mình có thể nghi là bé bị dị ứng, có thể đem đến cái chỗ nào mà y tế gần nhất. Cái dấu hiệu mà nặng hơn, sưng mắt đồ lên, khó thở, mệt, ói gì đó, là cái đó phải vô bệnh viện liền nha. Ở các khoa nội trú, việc chuẩn bị hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ theo thông tư 51 của Bộ Y tế được thực hiện bài bản và nghiêm túc. Phòng tiêm thuốc có đầy đủ các cái dụng cụ, có hộp chống sốc, thông tin của thông tư 51 dán lên vị trí dễ thấy, giúp cho các bác sĩ đang điều trị, các bạn điều dưỡng đang chăm sóc có thể quan sát được dễ dàng. Cái thứ hai là ở tại các phòng cấp cứu xử trí các trường hợp phản ứng phản vệ nặng do thuốc, nếu như cần can thiệp sâu hơn vẫn có thể giúp cho các cháu điều trị đúng mức, kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó thì các xe đi tiêm thuốc ở tại các khu vực bệnh phòng cũng được trang bị riêng mỗi xe là một hộp thuốc chống sốc và có dán phác đồ mà dạng rút gọn để cho các bạn có thể nhìn theo xử trí nhanh các trường hợp phản ứng phản vệ có thể xảy ra. Phản ứng phản vệ phải được phát hiện sớm, xử trí khẩn cấp, kịp thời ngay tại chỗ. Quy định này càng được các cơ sở khám chữa bệnh chú trọng thì sẽ càng có nhiều bệnh nhân bị sốc phản vệ được cứu chữa thành công. Thưa quý khán giả, sau khi xem xong clip vừa rồi thì chắc hẳn là quý khán giả cũng muốn biết thêm là ở một trong những bệnh viện chuyên khoa nhi lớn nhất khu vực phía Nam như là Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thì việc chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ sẽ được thực hiện nghiêm ngặt như thế nào đúng không ạ? Ngay bây giờ thì xin mời thông tin từ bác sĩ Thế Nguyên ạ. Cảm ơn MC. Chúng tôi cũng làm theo thông tư 51 của Bộ Y tế. Thứ nhất là tất cả đều phải tập huấn, tất cả nhân viên y tế của bệnh viện đều phải tập huấn. Và thứ hai nữa là tất cả các nơi, các khoa phòng, các phòng khám đều được có các cái trang bị cho cái hộp chống sốc, cho các cái tủ thuốc cấp cứu đều được trang bị là đầy đủ. Và cái việc mà trang bị cũng như là huấn luyện đó được lặp lại và được giám sát, cũng như là đưa vào cái quy chế để mà chúng tôi là kiểm tra bệnh viện. Tất cả mọi người ai cũng làm được hết là cái chuyện đó. Và cái thứ ba nữa là trong các cái bước á, xử trí á, thì tất cả các nhân viên y tế đều phải nắm rất là rõ là đang chích chẳng hạn thì mà, hoặc là đang tiêm, đang uống gì đó mà thấy có các biểu hiện thì thứ nhất là ngưng ngay thuốc đó, ngưng ngay cái thuốc đang chích đó. Và thứ hai nữa là đặt nằm mà nhanh đầu thấp xuống, la lên để mà mọi người đã cùng có thể giúp đỡ. Và cái thứ tư là chích adrenaline. Và động tác chích adrenaline đó khi mà có các cái biểu hiện như là từ độ 2 trở lên, tức là bệnh nhân cảm thấy khó thở, tím, hoặc là thấy tái, hoặc là thấy mạch nhanh lên, thì điều dưỡng đã chích rồi mà không cần phải là chờ ý kiến hoặc là y lệnh của bác sĩ. Sau đó thì chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp oxy hoặc là đưa bệnh nhân đến và theo dõi tại tại ICU, tại khoa hồi sức cấp cứu, để mà đảm bảo rằng là bệnh nhân từ khi xảy ra cho đến lúc mà hoàn toàn là ổn định khỏi cái tình trạng đó. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn cũng như là cấp các cái thẻ theo dõi các cái thuốc đó, thông báo cho gia đình. Xin được cảm ơn bác sĩ Thế Nguyên. Và có một câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn gửi tới bác sĩ Dương Thiện Phước là ở một bệnh viện tuyến cuối của khu vực đồng bằng sông Cửu Long như là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì những trường hợp sốc phản vệ có được xem là tình huống báo động đỏ cho toàn bệnh viện không ạ? Xin cảm ơn MC Mỹ Ngọc. Kính thưa quý vị khán giả, thì như tôi đã trình bày thì sốc phản vệ là một cái cấp cứu mà gọi là khẩn cấp, mà phải nói chung là toàn diện. Đôi khi chúng ta phải báo động cho tất cả những cái đơn vị có thể liên quan, đặc biệt là cái người mà trực tiếp mà gọi là điều hành đó là bác sĩ hồi sức cấp cứu hoặc là bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta huy động một cái lực lượng nhiều chuyên khoa để mà hội chẩn chính xác đây là một trường hợp sốc phản vệ đó, thì cần phải có một cái nhận định xử trí kịp thời của cái nơi mà người bệnh xảy ra. Ngay cả vấn đề mà điều dưỡng cũng có thể tiêm adrenaline nếu như trường hợp này là nghi ngờ là sốc phản vệ. Và sau đó thì mình sẽ nhận định và mình sẽ tiếp tục điều trị theo phác đồ của mà Bộ Y tế theo thông tư 51. Thì đây là một cái báo động đỏ của toàn bệnh viện, thì tất cả các bệnh viện lớn, ngay cả những cái bệnh viện mà gọi là hạng 2 cho hạng 3 thì cũng nên có một cái quy trình gọi là quy trình báo động đỏ. Cũng như mà phó giáo sư tiến sĩ Nguyên nói là thay vì mình la lên đó là coi như là mình huy động tất cả các lực lượng gồm nhiều chuyên khoa khác nhau
để hỗ trợ chúng ta, người ta làm việc. Trong đó cái người mà gọi là chịu trách nhiệm chuyên môn chính vẫn là một bác sĩ cấp cứu hoặc là hồi sức cấp cứu, hoặc là những bác sĩ đã được mà đào tạo huấn luyện chuyên về những đề mà chống sốc phản vệ thì cũng có thể là người mà trực tiếp điều hành trong cái báo động đỏ đó. Xin được cảm ơn bác sĩ. Sau khi xem xong clip cũng như là thông tin từ hai vị bác sĩ cung cấp thì chúng ta càng thấy được sự nỗ lực của cả ngành y tế trong việc kéo giảm tác hại của sốc phản vệ. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình tọa đàm y tế có chủ đề Sốc phản vệ, điều cần biết đang được phát hình trên kênh VTV Cần Thơ, Đài truyền hình Việt Nam. Phần lớn thời gian còn lại của chương trình thì chúng tôi sẽ dành để hai vị bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc của quý khán giả. Một lần nữa xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể kết nối với một khán giả đang có nhu cầu giao lưu qua điện thoại ạ. Alo, Mỹ Ngọc xin chào quý khán giả ạ. Chào chị Mỹ Ngọc, tôi là Vũ Vân, sống chào tại... Chị. Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Tôi có đọc một cái thông tin nói về sốc phản vệ ở trên báo. Thấy khuyên là khi ở nhà có dấu hiệu sốc phản vệ thì phải liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất. Ở quê tôi, gần với nhà dân nhất là trạm y tế thôi. Nhưng tôi lo là trạm lại không có đủ phương tiện để cấp cứu. Trong trường hợp này thì mình có nên chuyển người bệnh lên tuyến trên không? Và việc di chuyển mất khá nhiều thời gian thì có nguy hiểm cho bệnh nhân không bác sĩ? Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Ái Vân. Đây chắc cũng là nỗi lo của rất là nhiều người khi mà chúng ta nghe về cảnh báo của sốc phản vệ. Và câu hỏi này xin được mời ý kiến tư vấn từ bác sĩ Thế Nguyên ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Cái thứ nhất là như hồi nãy tôi trình bày á, tức là phản ứng này là nhanh, đe dọa tính mạng. Do đó là mà chị phải cần đến cơ sở y tế sớm. Và cơ sở y tế mà gần nhất đó, là của chị ở trạm y tế đó, thì chắc chắn là người ta sẽ không có đủ phương tiện. Nhưng mà cái cơ bản nhất là người ta có, tức là người ta có adrenaline, người ta có hộp thuốc, dụng cụ là chống sốc phản vệ. Do đó là chị có thể là để, bởi vì chúng ta có thời gian đó, là nó cũng ngắn thôi. Ví dụ như chúng ta thức ăn thì chúng ta có 30 phút thôi. Nếu chúng ta đến bệnh viện Trung ương Cần Thơ mà còn xa quá 30 phút đó thì không được. Mà thậm chí 30 phút là mình tính trung bình thôi, chứ còn mà có thể sớm hơn nữa. Do đó là mình đến để người ta chích adrenaline trước. Sau đó thì dĩ nhiên rằng là chúng ta phải cần phải theo dõi, phải đánh giá thêm và phải có những điều trị khác. Chẳng hạn như là phải theo dõi là có phải là lặp lại thuốc không, có thể phải truyền thuốc không, có thêm thuốc khác không, có thể phải hỗ trợ các cái biện pháp khác không. Thậm chí rằng là những bệnh nhân bây giờ là cần phải ECMO cho sốc phản vệ nữa. Do đó rằng là chúng ta có nhiều phương tiện, chúng tôi hay nói là chúng ta có nhiều đồ chơi lắm đó, chúng ta có nhiều biện pháp lắm. Do đó rằng là, nhưng mà biện pháp ban đầu tiên đó là vô cùng quan trọng. Những cái mà xử trí mà nhìn thấy là chúng ta nghĩ là đặt nằm đầu phẳng xuống rồi adrenaline đó, đó mà không có là không được. Không có mà khi mà chị đến tôi mà đã giảm tưới máu não, tưới máu khác thì không hồi phục được, hoặc là hồi phục mà không có bình thường được. Do đó là cái chuyện mà cái mũi đầu tiên hoặc là những cái người bác sĩ mà nhân viên đầu tiên đó mà cấp cứu cho chị mà chích được cái mũi đó để chị hồi phục được á, là nó đã chiếm gần như gần hết các cái thành công đó rồi. Giống như cái ca hồi nãy mà bé 19 tuổi bị sốc phản vệ mà bác sĩ Phước là có chia sẻ đó, là đã được điều trị xử trí tại cái cơ sở chích á, là nó tốt. Do đó chính vì vậy đằng sau bác sĩ Phước là chỉ có theo dõi thôi, chứ cũng không có làm gì hết. Do đó rằng là cái chỗ đầu tiên á, là mình nên đến. Tại vì ở nhà mình đâu có ai để lên sẵn đâu. Do đó mình đến cho người ta xử trí đó, rồi sau đó thì mình sẽ bước kế tiếp là mình chuyển lên các cái bệnh viện lớn để người ta theo dõi và người ta tư vấn các cái bước, cũng như người ta sẽ nói cho mình biết là mình dưỡng cái chất gì để mà mình sau này mình có thể phòng tránh. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyên ạ. Và câu hỏi tiếp theo xin được chuyển tới bác sĩ Phước ạ. Câu hỏi của khán giả Nguyễn Thị Nhi ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn của thành phố Cần Thơ. Khán giả Nhi có hỏi là sốc phản vệ sau khi được điều trị thì có để lại di chứng gì không bác sĩ? Xin kính thưa khán giả là Nhi, thì đối với những cái cơ địa mà những người mà trẻ khỏe mạnh á, nếu được chẩn đoán và xử trí kịp thời thì hầu như là không để lại di chứng gì hết. Còn đối với những cái đối tượng như ở những người già, những cái bệnh mãn tính nền đi kèm, nếu như chúng ta chẩn đoán mà gọi là trễ hoặc là điều trị trễ đó, thì có thể để lại những cái di chứng, đặc biệt là nguy hiểm hơn là một cái tổn thương nhiều cơ quan và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.
Nếu chúng ta chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời thì không để lại di chứng gì. Còn nếu chúng ta chẩn đoán muộn thì cái tình trạng mà tụt huyết áp hay là sốc kéo dài có thể làm giảm tưới máu các cơ quan trong cơ thể bệnh nhân á, thì làm dẫn đến những bệnh lý như là bệnh lý là suy cơ quan, thì những trường hợp đó có thể để lại di chứng. Cho nên ở những cái cơ địa đặc biệt ở những người lớn tuổi có bệnh nền á, thì có thể là làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn. Còn đối với những cái cơ địa mà gọi là khỏe mạnh không có bệnh nền á, thì hầu như nếu mà chúng ta chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời thì không để lại di chứng gì cả. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của khán giả Quách Thị Tường ở phường Bình Sang, thành phố Hà Tiên của Kiên Giang. Khán giả hỏi là: em tôi vừa cấp cứu sốc phản vệ do thuốc vào tối qua, vào sáng nay đã tạm ổn. Xin hỏi trong thời gian bao lâu thì em mới hết nguy hiểm ạ? Câu hỏi này nhờ bác sĩ Nguyên có thể giải đáp. Dạ vâng, cảm ơn chị Tường. Chúng tôi, một người mà bị sốc phản vệ á, thì sau khi mà ra sốc á, thì nó cũng rất là nhanh. Có nhiều lúc là chỉ cần 1-2 mũi này nó lên 5-10 phút là đã ổn định rồi. Nhưng mà có pha 2 có nghĩa là có thể đi vào trở lại. Mà thường là cũng khoảng là 15% á. Do đó là phải theo dõi khoảng thời gian từ 12 đến 24 giờ sau. Tối thiểu phải là 24 giờ. Ở đời cái gì cũng xảy ra có thể hết á. Và cái có thể đến 72 giờ. Do đó là trong vòng từ 1 đến 3 ngày đó. Mà thông thường ít nhất là chị cũng phải theo dõi 24 giờ sau. Là coi như là chúng ta thấy là đa phần là coi như là hết nguy hiểm rồi đó. Một số cực hiếm lắm ấy, thì tôi có thể thấy mô tả đến 3 ngày. Còn hầu hết là đã khỏe sau 24 tiếng. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyên. Tiếp tục sẽ là câu hỏi của khán giả Trần Kim Hoàng ở xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp của tỉnh Ninh Bình. Khán giả Hoàng có hỏi là nghe nói bị sốc phản vệ một lần thì có thể bị lần 2, lần 3 và những lần sau thì sẽ nguy hiểm hơn. Có phải không bác sĩ? Câu hỏi này xin mời bác sĩ Phước có thể giải đáp. Cái sốc phản vệ là một cái do cơ chế gọi là dị ứng, có nghĩa là một cái dị nguyên đưa vào cái cơ thể bệnh nhân. Mình dùng cái từ phản vệ là một cái phản ứng mà bảo vệ cơ thể, thì cơ thể bệnh nhân sẽ tạo ra những cái phản ứng, đó là nó tạo ra những cái kháng thể và những cái hóa chất trung gian. Những chất trung gian này có thể là mình gây ra những cái triệu chứng của phản vệ. Khi chúng ta tiếp xúc dị nguyên lần đầu thì chúng ta tạo ra một cơ thể bệnh nhân có thể tạo ra một cái lượng mà kháng thể mà để đáp ứng lại ở mức độ đó. Nhưng mà những lần thứ hai thì những cái đợt tiếp xúc sau đó có thể là tạo ra nhiều hơn, rồi có thể gây ra những triệu chứng nặng nề hơn. Tuy nhiên có những trường hợp mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp gọi là cho tiếp xúc những cái dị nguyên đó nhưng mà những cái liều thấp nhỏ, gọi là giải mẫn cảm, cũng như làm cho cơ địa bệnh nhân quen đi á, thì có thể không nặng hơn. Tuy nhiên là mình không biết cái liều lượng mà bệnh nhân tiếp xúc lần sau có thể là nhiều hơn lần trước hay không. Thành ra là những cái trường hợp như vậy có thể hoàn toàn xảy ra ở mức độ nặng hơn và nguy hiểm hơn cho cơ thể của bệnh nhân, tạo ra một cái phản ứng mạnh hơn. Thành ra cũng rất là nguy hiểm nếu chúng ta đã biết là mình có thể xảy ra sốc phản vệ với một cái mà yếu tố dị nguyên đó mà chúng ta lặp lại một lần nữa thì điều đó là không nên và có thể xảy ra nặng nề hơn. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Chương trình đã nhận được câu hỏi của khán giả Lâm Trần Thái ở phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Anh có hỏi là anh trai của tôi từng bị một lần sốc phản vệ do uống thuốc. Giờ thì anh ấy không chịu dùng bất cứ loại thuốc gì, cũng từ chối tiêm ngừa luôn. Xin hỏi là suy nghĩ của anh tôi như vậy là có đúng không thưa bác sĩ? Bác sĩ giải thích dùm vì tôi nghĩ là anh tôi đang có xem chương trình này. Câu hỏi này xin mời bác sĩ Nguyên có thể trả lời cho anh Thái. Dạ vâng, cảm ơn MC. Hy vọng là anh của anh là đang xem. Có rất nhiều thuốc và khi mà bị sốc phản vệ với một thuốc rồi thì khi mà đến á, thuốc đó bắt buộc là phải tránh. Rồi y học gọi là chống chỉ định đó, là không được dùng nữa. Và có nhiều thuốc là nó cũng tương tự như vậy, chúng tôi cũng cố gắng tránh. Bởi vì nó vẫn có thể có những phản ứng chéo mà tỷ lệ đó có thể đến khoảng 1/3 trường hợp. Nhưng mà như vậy là sẽ có nhiều thuốc thay thế khác. Và khi lần đầu chúng ta bệnh, nhưng mà lần thứ hai là bệnh khác, không phải bệnh đó. Vậy thì thuốc khác có nghĩa là không còn bệnh đó nữa. Chúng ta đi chích lần vaccine đầu tiên là vaccine chúng ta phòng ngừa bạch hầu, uốn ván, ho vào, bài liệt chẳng hạn. Nhưng mà lần sau chúng ta chích viêm não Nhật Bản, vậy là vaccine khác, thuốc khác. Và khi mà chúng ta đến
ở lần đầu tiên đó, thuốc đó chúng ta có đem theo các cái thẻ mà chứng tỏ chúng ta bị sốc phản vệ chống chỉ định thuốc đó, thì bác sĩ sẽ lựa các cái thuốc, các cái vaccine mà nó không có những cái hoạt chất tương tự hoặc là cái hoạt chất trong cái thuốc trước để chúng ta có thể là sử dụng được. À, tại vì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thay đổi cái quan điểm này. Bởi vì nếu mà chúng ta sợ thì chúng ta vô tình chúng ta không được chủng ngừa cũng như không được điều trị bệnh đúng. Mà không được chủng ngừa hay không phải điều trị bệnh đúng thì chúng ta lại bị nặng hơn. Không phải bởi vì một cái sốc phản vệ hay là phản vệ mà quá hiếm để chúng ta bị không được bị mắc lại nhiều bệnh mà chúng ta không được chủng ngừa. Số đó nó còn nặng nề hơn, đặc biệt là đối với tôi là trẻ em. Và thứ hai nữa là nếu mà thuốc mà chúng ta sợ, có rất nhiều bà mẹ đến khám tôi rằng là tôi không muốn sử dụng kháng sinh, nhưng mà đã viêm phổi do vi trùng mà không sử dụng kháng sinh thì chỉ có một con đường thôi, là cũng sẽ viêm phổi nên hoại tử, là sẽ suy hô hấp và cũng sẽ là tử vong. Do đó là bác sĩ chúng tôi hoàn toàn biết thuốc nào có thể sử dụng cho lần này mà không phải gây nên sốc là phản vệ, có nghĩa là phải khác thuốc lần trước để anh chị, để anh của anh không còn bị là cái đó nữa. Và ngay cả khi mà anh chị bị lần đó thì những cái lần sau anh chúng tôi cũng biết cách là giải mẫn cảm giống như bác sĩ Phước nói, để có thể là làm cho anh đó nhẹ hơn chẳng hạn vậy đó. Do đó mình có thể phải đến để chích. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyên ạ. Tiếp tục sẽ là câu hỏi từ khán giả Lê Quang Chấn ở Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một của Bình Dương. Bác sĩ ơi, em từng bị sốc phản vệ do tiêm thuốc, rất là sợ. Bây giờ em phải làm sao để không bị lần nữa? Em có thể dị ứng ghi rõ là em bị sốc phản vệ do loại thuốc nào, nhưng em có thể bị phản vệ vì loại thuốc khác hay không? Câu hỏi này xin được mời bác sĩ Phước có thể giải đáp cho bạn Chấn ạ. Kính thưa anh Lê Quang Chấn ở Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thì đây là một cái vấn đề chúng ta vừa mới thảo luận ở Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyên. Nếu một cái mình dị ứng với một cái loại thuốc này thì cũng có khả năng dị ứng với một loại thuốc khác mà khác nhóm. Tuy nhiên cái tỷ lệ đó không cao. Nếu chúng ta cẩn thận và chúng ta bắt buộc phải xài một cái loại thuốc để điều trị một cái bệnh nào đó thì cái cách đó là mình test thì có khả năng mình test ở cơ sở y tế thì mình test thử cái thuốc đó có tạo ra một cái phản ứng dị ứng nhưng mà trên cái test đó không. Nếu chúng ta test cái đó mà âm tính thì chúng ta có thể xài, tuy nhiên chúng ta xài với liều thấp tăng dần, gọi là phương pháp giải mẫn cảm. Và khi sử dụng thuốc như vậy thì nếu mà cẩn thận thì chúng ta phải giải thích cho gia đình và bệnh nhân là cái thuốc này chúng ta cần xài để điều trị một cái bệnh này mà không có những cái thuốc thay thế khác, và nó khác với một cái loại thuốc mà chúng ta đã từng bị sốc phản vệ trước đây thì chúng ta vẫn có thể xài bình thường và có thể an toàn với bệnh. Và đặc biệt là anh cũng không cần phải lo, thì khi mà bác sĩ đã nhận định ở những cái cơ địa mà có thể mà bị phản vệ mà gây ra tình trạng sốc trước đây á, thì tất cả khi mình sử dụng những cái thuốc á, mình cần phải có gì chuẩn bị hết sức là cụ thể đầy đủ về những cái thuốc, những cái thiết bị cần thiết cho những bệnh nhân mà đã từng bị sốc phản vệ. Bởi vì bệnh nhân có thể khả năng bị sốc phản vệ một lần nữa, và chúng ta cũng không cần phải sợ là chúng ta sử dụng những thuốc đó mà có thể mà gây ra tình trạng sốc phản vệ một lần nữa. Cho nên đối với những cái bệnh lý mà chúng ta cần phải xài thuốc thì chúng ta cũng phải nên xài, và có thể là tránh những cái thuốc mà đã từng ở chung một cái nhóm mà đừng gây sốc phản vệ, mình có thể xài những cái thuốc khác thì cũng không có vấn đề gì. Nếu mà chúng ta đã có tiền sử ghi rõ ràng và bác sĩ đã nhận định đây là một cái trường hợp cụ thể mà chúng ta cần phải phòng ngừa cho thật kỹ lưỡng thì chúng ta không cần gì phải lo lắng. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Phước ạ. Tiếp theo, chúng tôi gửi tới bác sĩ Nguyên câu hỏi của khán giả Nguyễn Thị Hoài Thi ở xã Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang. Khán giả có hỏi là nghe bác sĩ nói phải theo dõi sau sốc phản vệ rất là kỹ lưỡng. Nếu có tình trạng tái sốc hay là chuyển nặng thì làm sao biết được là tái sốc ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì thứ nhất là tôi nói là chuyện là thứ nhất là tái sốc trong cái đợt sốc phản vệ đó, tức là bị vô sốc rồi, sau đó có thể là tái sốc. Thì chúng tôi làm như thế này là, một là bệnh nhân đó phải ra sốc rồi, tức là phải ổn định rồi, mạch ổn định, huyết áp ổn định, tri giác tốt. Sau đó bệnh nhân vô trở lại là mạch nhanh trở lại, huyết áp giảm trở lại, rồi tưới máu là nó kém, tri giác lại ngắt trở lại, không có tỉnh táo nữa, lú lẫn là ly bì hoặc là mê gì đó, hoặc là tưới máu không có tốt nữa, thì có các cái triệu chứng đó trở lại thì tôi gọi là tái sốc. Đó là tái sốc. Còn một người mà bị sốc phản vệ rồi thì hỏi rằng là 5-10 năm sau người đó tiếp xúc lại cái chất này thì có thể sốc phản vệ lại không? Thì có thể bị tái sốc lại không? Thì câu trả lời rằng là hoàn toàn có. Và
cái nguyên tắc của tôi là 1/3 đó. Tức là 1/3 của lần sau thì có thể nhẹ hơn, cũng có thể như vậy và cũng có thể nặng hơn. Do đó là anh chị không biết được lần sau là nó như thế nào đâu. Có thể nhẹ giống vậy, nặng hơn. Là và cái gì mà anh chị chẩn đoán hôm nay thì ở những lần sau nó cũng giống như vậy khi mà mình chẩn đoán xong. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Chúng tôi cũng vừa nhận được câu hỏi của khán giả Dương Quốc Cường ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Khán giả Cường có hỏi là bác sĩ vừa tư vấn sốc phản vệ thì thường xảy ra với những người mẫn cảm với thuốc. Con tôi bị dị ứng với các loại trứng như là trứng gà, trứng vịt, trứng ba khía. Vậy con tôi có dễ bị sốc phản vệ hay không? Tôi cần phòng ngừa cho con tôi như thế nào? Bác sĩ Phước có thể giúp đỡ anh Cường được không ạ? Kính thưa anh Cường, thì khi mà con anh đã được xác định là mình có nghĩa là mình hay bị là phản vệ, mà phản vệ nhẹ đó, hay gọi là phản vệ độ 1 đó, nó chỉ nổi là ngứa mà nổi mẩn này đai thôi á. Đối với trường hợp mà bệnh nhân mà con anh dùng những cái trứng gà, trứng vịt hoặc là những cái ba khía này nọ thì chắc chắn là để phòng ngừa điều duy nhất là gì, mình không ăn những cái thức ăn này. Thì ngoài những cái vấn đề mà phòng mà dị ứng với một cái phản ứng mà phản vệ nhẹ là nổi bề đai với trứng á, ba khía đó, có thể có những cái thực phẩm khác mà cũng có thể xảy ra khi mà cháu nó ăn những như là những cái loại mà ngay cả uống sữa nữa, uống sữa có thể là dùng những cái loại thức ăn như đồ biển này nọ đó thì cũng có thể gây tình trạng dị ứng, hoặc là những cái sò ốc này nọ, những cái loại đó thì tốt nhất là thì mình nên tránh cái này trước. Còn con anh có xảy ra tình trạng sốc phản vệ hay không thì tùy theo cái lượng mà gọi là thức ăn mà bé đã từng bị cái mà phản ứng mà phản vệ mà nhẹ đó, đầu nổi bề đai thôi. Trước đó đó, nếu mà chúng bé ăn quá nhiều thì cơ thể nó sẽ đáp ứng lại mà tạo ra những cái mà phản ứng mà quá mạnh đó thì vẫn có thể xảy ra sốc. Và khi mà bé đã nổi bề đai như vậy, chúng ta phải lưu ý những cái triệu chứng mà chúng ta phải nói là nếu mà bé xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn ói hoặc là tiêu chảy, đó là một cái biểu hiện là gọi là bắt đầu từ hai cơ quan đó thì còn phải là nên thận trọng. Hoặc là bệnh nhân và bé và những cái mề đai nó nổi xuất hiện mà nhanh và kèm theo phù mi mắt, có thể là phù môi hoặc là phù ở trong họng, làm cho bé có thể là vấn đề mà khó khăn trong vấn đề mà hô hấp á, vấn đề thở đó, thì chúng ta cũng nên lưu ý. Thì những cái dấu hiệu đó có thể là bắt đầu là một diễn tiến ở mức độ 2, gọi là mức độ nặng rồi đó. Thì những trong quá trình mà chúng ta phản vệ đó, từ độ 1, độ 2 cho tới độ 3, độ 4 diễn tiến rất là nhanh, và chúng ta không cần phải và chờ đợi gì hết, chúng ta phải đưa ngay tới cơ sở y tế. Bởi vì từ độ 2 cho chuyển đến độ 3 và độ 4 á, thì sẽ có thể xảy ra trong vòng vài phút nếu như mà cái dị nguyên đó nó đã đủ thời gian để nó hấp thu vào trong máu của bệnh nhân và nó gây những cái phản ứng có hại. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp tục xin được gửi tới bác sĩ Nguyên câu hỏi của khán giả Lê Hùng Quân ở thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Lên mạng tìm hiểu về sốc phản vệ thì tôi thấy là có nói về xét nghiệm dị ứng miễn dịch. Vậy đó là xét nghiệm gì vậy bác sĩ? Ở đâu có thể làm xét nghiệm này ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ làm phản ứng để chúng tôi chẩn đoán là một cái sốc đó có chắc chắn là sốc phản vệ không bằng 3 xét nghiệm. Thứ nhất là chúng tôi sẽ định lượng histamin, hoặc là định lượng chipta, hoặc là định lượng kháng thể. Đây là những xét nghiệm mà về mặt lý thuyết. Thực tế thì chúng tôi sẽ tập trung vào trong cái chuyện mà cứu bệnh nhân trước, chúng tôi lo chữa trị trước. Sau đó khi mà chúng tôi quay trở lại chúng tôi xét nghiệm thì chúng ta phải nhớ rằng là đây là những cái chất mà tăng rất là sớm. Ví dụ như là stripta là thường là đặc hiệu đó, mà sẽ tăng trong vòng khoảng từ 30 phút cho đến là khoảng 2-3 giờ sau thôi. Sau đó 8 giờ sau thì nó về bình thường. Và các cái xét nghiệm này nó đều dương tính á, thì mình có thể hỗ trợ cho mình chẩn đoán trên một cái bệnh cảnh lâm sàng. Ngay cả khi mà kết quả nó âm tính á, thì mình cũng không có loại trừ được. Do đó nó làm giảm cái giá trị trên lâm sàng, tức là chúng tôi cũng ít sử dụng. Hiện nay thì có rất là nhiều bệnh viện có thể chẩn đoán được, như Hòa Hảo, Liền Chợ Rẫy, hoặc là Đại học Y Dược thì cũng có thể làm các cái xét nghiệm này. Tuy nhiên rằng là giá trị được giải thích trong bối cảnh là lâm sàng, anh chị không nên dựa vào và nên bàn bạc với các bác sĩ của anh chị để coi rằng là giá trị âm này có phải là thực sự tin tưởng hay không, hay là do thời gian của cái xét nghiệm. Sau khi mà anh chị bị sốc phản vệ xong á, thì cái bộ phận mà miễn dịch lâm sàng á, sẽ giúp cho các anh chị chẩn đoán là cái chất gì
bằng các cái bành sứ, bằng các cái test da, thì đó là một cái phần khác. Cái phần đó thì có thể làm ở bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 cho trẻ em, hoặc là ở Đại học Y Dược, hoặc là tất cả các cái bệnh viện lớn, người ta đều cũng có thể là làm các cái test này để giúp cho việc là xác định gì nguyên là cái gì, như đặc biệt là thức ăn. Thì nếu có thời gian nhiều hơn thì tôi sẽ trở lại để giải thích rõ hơn. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyên ạ. Tiếp tục sẽ là câu hỏi từ khán giả Thái Văn Vĩnh ở phường Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ. Khán giả có hỏi là có lần con tôi 20 tuổi bị sốc phản vệ sau bữa ăn, mà hôm đó thì ăn nhiều loại thức ăn, có tôm, có cá, măng và đậu. Tới bệnh viện thì cháu được điều trị hết bệnh, nhưng tôi cứ thắc mắc hoài. Kỳ đó bác sĩ nói là sốc phản vệ do thức ăn, rồi làm sao biết được là do thức ăn nào để sau này mà còn tránh ạ? Câu hỏi này nhờ bác sĩ Phước có thể tư vấn ạ. Thì cũng nên nhắc lại là một lần nữa là mình gọi từ sốc phản vệ, nó gọi là phản ứng phản vệ mà độ 3 là một tình trạng gọi là nguy kịch. Nếu mà mình ăn những thức ăn mà để chỉ là phản ứng phản vệ mà độ 1 thôi á, thì gọi là phản ứng phản vệ độ 1 thôi, chứ không gọi là sốc phản vệ. Nếu như mà con của anh mà đã từng ăn những cái thức ăn này mà có thể cháu có thể xảy ra một cái phản ứng phản vệ độ 1, có thể độ 2, ngay cả có thể là độ 3 đi nữa, thì sau khi mà được bệnh viện mà cấp cứu mà gọi là điều trị thành công rồi, thì thường đa số là những cái cơ địa bệnh nhân này sẽ được là gì, sau 4 đến 6 tuần sẽ gửi đến những cái đơn vị nãy mà bác sĩ Nguyên có nói đó, những đơn vị gọi là miễn dịch dị ứng lâm sàng, người ta làm những cái xét nghiệm sàng lọc những loại thức ăn này để biết là đâu là những cái thức ăn mà có khả năng mà gây ra tình trạng mà phản vệ cho cháu. Thì chúng ta nên làm những cái xét nghiệm là tầm soát những loại thức ăn này, ngay cả những tầm soát những các loại thuốc nữa. Thì hiện nay thì có những cái cơ sở lớn, đặc biệt là những gì chúng những trung tâm miễn dịch dị ứng lâm sàng ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Đại học Y Dược thì có thể làm được những cái xét nghiệm đó để mà sàng lọc cho con anh, để mình biết được cái loại thức ăn nào để sau này cháu có thể là tránh dùng những loại thức ăn đó, để mà tránh xảy ra những cái phản ứng phản vệ mà có thể là gây nguy hiểm. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý khán giả, qua gần 60 phút giao lưu cùng chương trình thì chúng ta đã có khá nhiều thông tin liên quan đến sốc phản vệ. Và tôi tin chắc rằng quý khán giả cũng đồng ý với Mỹ Ngọc rằng những thông tin này thật sự cần thiết và hữu ích cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy mà lời cảm ơn chân thành nhất của chương trình ngày hôm nay xin được dành tới hai vị bác sĩ đã dành thời gian tham gia giao lưu cũng như là tư vấn cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe hai bác sĩ cùng quý khán giả. Bây giờ thì Mỹ Ngọc xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, xin cảm ơn MC.